Em muốn làm gì em? Em nghe nói bên mình có màu nâu tay đẹp lắm không anh? Có em, màu gì cũng có hết á. Một trái tim em đang cần có đó mà. Dạ anh nhộn cho em màu nâu tay nha. Phải tay mới được nha. Trước khi giờ mình muốn hỏi mấy câu hỏi nha. Ok anh. Em ở đâu tới? Dạ em từ Gia Lai tới luôn á. Gia Lai có gì nhiều? Chim tìm. Chim thì sao? Chim thiêu ăn, chim tìm con sâu. Anh thiếu em, anh sâu con tim. Âu. Người ta nói nhất gái Gia Lai, nhì trai Đắk Lắk. Anh đang thắc mắc em có người yêu chưa? Em chưa có người yêu anh. Hả? Đây chơi mấy ngày em. Còn đi học không em? Giờ em làm gì? Ở quê em mà, nó làm gì đâu. Ở không hả? Dạ. Từ đó lên đây bao nhiêu tiếng em? Ngoài đó vô đây 9 tiếng đồng hồ mới được gặp mấy anh đó. Vô đây chấm được anh nào? Chưa. Chưa luôn. Chấm cái anh đi quay phim đúng không? Clip quay thường mấy ngày mới có. Clip này hả? Ờ. Chắc sáng hoặc là tối nay có. Có gì em kết lát kết bạn cho biết luôn. Hả? Xuống rồi nha. Clip nè. Ừ. Cái nào xuống Gia Lai nhìn là trên. Có học trò dưới. Ở đây luôn rồi. Nằm tóc rồi về. Ờ, thấy đam mê không? Thấy đam mê không? Em mê anh Hùng lắm mới vô đây á. Mẫu tóc về được chưa em? Trời ơi, nhìn đường cong tóc kìa trời ơi. Vậy là còn gặp anh Cường không em? Từ nào anh? Cường là đôi em. Cường bạn anh á. À, anh bỏ em rồi. Em biết em với cây xăng á, giống nhau chỗ nào không? Anh nhìn là anh muốn đổ luôn á. Hey, lấy thằng dao. Lấy dao chi vậy? Dễ mèo.